lại là mình Sunny Trang. Chào mừng mọi người đến với kênh Sunny với mình. Ở đây hôm nay chúng ta có bản cập nhật mới, và đây là một cái big sale lớn cuối năm Black Friday. Và trong tất cả những cái sự kiện hôm nay sẽ liên quan tới chủ đề đó. Ngoài ra có một tin cực kỳ vui cho dân cày chay, đây là mọi người nhớ xem hết video nha. Ở đây cùng vào video thôi. Ok, hello mọi người, hôm nay chúng ta đã có bản cập nhật mới sau 3 tuần chạy sự kiện. Và như mọi người biết thì hàng năm mà vào phần cuối năm thì hay có những cái chương trình giảm giá đặc biệt. Thì đợt này chúng ta chào đón quay trở lại Black Friday nha mọi người, thứ 6 đen tối. Và đầu tiên cho sự kiện này đó chính là bảng điểm danh vua mua sắm. Ở ngày thứ 2 thì chúng ta sẽ nhận được một cái băng đô nhãn giá. Và ngày cuối cùng thì chúng ta sẽ nhận được một cái túi mua sắm lủng lẳng. Ở ngoài đó chúng ta còn nhận được xu gì đây nè, BLF. Rồi bên cạnh cái sự kiện bản điểm danh, chúng ta sẽ có thêm một cái sự kiện nữa, rút thăm trúng thưởng Black Friday. U là trời, nhìn nó sang mọi người ơi. Nè rồi, nhìn là tưởng quý cô quý bà, giàu sang phú quý. Còn anh này thì giống tài xế. Chúng ta sẽ dùng xu để mà mở hộp nha mọi người. Nghe nói là trong cái hộp này chúng ta có những cái món đồ rất là xịn sò. Thì những cái cách mà chúng ta có thể kiếm xu là làm nhiệm vụ của NPC nè, hay là coi quảng cáo nè. Lát nữa mình sẽ cùng với mọi người đi xem nha. Và để coi thử là trong cái hộp này chúng ta sẽ có những cái món gì. Trời ơi, có xuất hiện một vài cái vật phẩm cũ như là búa hơi đen nè. Hình như cái này như có không ta? Không, như mở được cái cần câu mọi người ạ. Còn hai cái món này như chưa có, thì nó nằm trong cái hộp mùa cũ. Và ngoài những cái món vật phẩm mùa cũ ra thì chúng ta có những cái món mới, đặc biệt là cái siêu xe đen bóng loáng này. Trời ơi, nó sẽ có được bằng cách mở hộp, nên là mọi người cố gắng test nhân phẩm mình một xíu nha. Wow, bộ đồ cũng rất là xinh, hình như nó có đổi màu đúng không ta? Nhìn thấy quen mà màu thì nó lạ. À, ngoài ra thì chúng ta có những cái món đồ khác cũng liên quan tới kiểu Black Friday đen và đỏ nè. Rồi ok ha. Và để coi thử là chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ gì để mà kiếm mấy cái xu này nha. Rồi đây, gặp NPC mới nha. Ông chủ sắp Black Friday rồi, chúng ta có làm sự kiện giảm giá không? Giảm giá? Trong từ điển của tôi không có từ đó. Trời ơi, ông thương lái thời vụ này thiệt luôn, riết luôn á. Chưa kể tên nào đó trộm hết rồi mà tôi đã giấu, khiến cho việc kinh doanh mùa thu của tôi tan tành. Mình trộm đó mọi người, chúng ta trộm của ổng đó. Nhân dịp này hay là chúng ta xem như dọn kho, thử tổ chức sự kiện giảm giá xem sao. Đúng, phải giảm giá đi. Cũng được, suy nghĩ lại thì cũng không tệ. Đúng rồi, lâu mới thấy thương lái thời vụ tốt lành được lần đó. Ok, bắt đầu từ hôm nay, sự kiện giảm giá Black Friday sẽ diễn ra cho đến ngày 1 tháng 12. Ê, tuy là ổng nói là ổng sẽ giảm giá nhưng mà nhìn mặt ổng hơi gian đó mọi người, nên là như cũng không có biết nha. Trời ơi, cái concert, cái nhà hát giờ biến thành cái chỗ Black Friday luôn hả? Dữ dằn ha. Trời ơi, chưa gì có bạn mở được cái xe rồi kìa, phải không? Dữ quá. Đây nè, PC ở đây công nhật nha mọi người. Chấn, tôi đang tìm nhân viên bán thời gian làm việc tốt. Trời ơi, mình đi làm việc bán thời gian hả? Hãy phỏng vấn với thương lái thời vụ để được nhận làm nhân viên bán thời gian. Thiệt, cái ông thương lái thời vụ này mình không thích tí nào hết luôn á. Bạn đến đây để phỏng vấn à? Được thôi. Tôi thích người tính toán nhanh, hãy thử trả lời bài toán mà tôi đưa ra. Chết rồi, toán là xong rồi, không xong rồi. Một vườn cây ăn quả đang bán táo với giá 300 tiền sao một quả. Đi học chưa đủ sao giờ trong game còn bắt tính toán nữa rồi. Táo là một quả 300 tiền, tôi đã mang về và bán nó giá 1.000. Trời ơi, cắt cổ hả? Nếu bán 10 quả táo thì tôi sẽ lời được bao nhiêu, là 7.000 tiền sao? Trời, quá dễ. Easy, so easy. Thần đồng toán học. Nhưng nếu là tôi sẽ hái táo trực tiếp từ rừng về để kiếm 10.000 tiền sao luôn. Đúng là thương lá thời vụ không làm chúng ta thất vọng. Vì dán thêm nhãn hữu cơ cao cấp vào thì còn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa cơ. Ê, tàn ác dễ sợ luôn á. Buôn bán phải có tí lương tâm đi chứ trời. À mà khả năng tính toán của bạn cũng không tệ, tốt lắm. Từ bây giờ hãy làm việc chăm chỉ nhé. Trời ơi, toán đó mà không tính ra nữa thì về đập đầu vô gối. Rồi để xem thử nhiệm vụ tiếp theo. Lâu lắm rồi tôi mới tổ chức sự kiện giảm giá nhưng có vẻ như mọi người vẫn chưa biết. Mọi người không có muốn mua đó không? Hồng Bảo hả? Hồng Bảo ở đâu? Hồng Bảo ở đâu vậy? Cũng là một nhân viên bán thời gian đó mọi người, đứng bên cạnh bạn công nhật nè. Ok, Hồng Bảo sẽ giúp đỡ chúng ta làm gì đây? Ủa sao bắt người ta đi qua đi về hoài vậy trời? Hồng Bảo có giao như thương lái thời vụ không vậy? Nghi lắm. Bạn có thấy quầy hàng đang giảm giá ở đằng kia không? Không thấy. Cũng được, rồi nói đi, giảm giá gì nè? Ở đây, có bán giảm giá thân máy tính hả? Hãy nhấn nút để kiểm tra các mặt hàng giảm giá. Ồ, máy tính để bàn, tháp đa sắc, 19 kim cương. Tủ lạnh còn 2.900, tủ lạnh rẻ quá vậy. Máy pha cà phê 59 kim cương, sofa rạp phim tại nhà. Ủa, cái này giảm nè, hình như cái này ở trong cái gói rạp phim nè. Ồ, cái này là trong gói rạp phim á. Mua, lát nữa tôi sẽ mua. Rồi, nhận nhiệm vụ nha. Rồi, kiểm tra sản phẩm rồi, kiểm tra giá cả rồi đó. Chết rồi, giờ nó hỏi hả? Ai nhớ trời. 19 hả? Ê, chọn đại đâu nhớ đâu. Tiếp.
Giờ tôi sẽ nói cho bạn một việc rất quan trọng. Luôn có những người xấu xuất hiện trong Black Friday. Xấu nhất là ông thương lái thời vụ đó bạn. À, những kẻ trộm đồ hoặc chen hàng hả? Nếu có kẻ khả nghi thì phải bắt lại ngay nhé. Bạn làm được chứ? Ừ, tôi ghét nhất là mấy đứa chen hàng á. Để tôi coi, tôi phải bắt. Nhìn xem có ai khả nghi không? Trời ơi, nhìn mặt là biết chữ, hai chữ khả nghi ở trên mặt luôn á. Sao mà tàn ác với em nó quá vậy trời. Đâu có bạn này đâu có chen hàng đâu. Bạn này là bạn chen hàng, bạn này là bạn ăn trộm cái này hả? Bạn này hả? Đâu có khách đâu, khách nào chen hàng đâu. Đây đây đây, đây cái mặt, đây đây, cái mặt nè. Chắc không ai thấy đâu nhỉ, khà khà là ông làm gì, ông làm gì tôi coi. Ông làm gì vậy? Ông làm gì đâu, ông nói cho ông đã làm gì đâu. Ơ, lại bị phát hiện thế này, lần sau nhất định mình sẽ không bị phát hiện. Ê, mình tưởng là sẽ hối cải nhưng không nha, lần sau làm tiếp. Rồi, ui, công nhận giao nhiều nhiệm vụ thế. Có vẻ như bạn đã quen rồi hả? Không bị bắt é trai muốn quen đâu. Su BLF hả? BLF là viết tắt của chữ Black Friday đó đúng không? Rồi, qua đây đúng không? Trời, cái mặt ông này là nhìn là không thấy muốn sự kiện giảm giá rồi đó. Nhìn thấy lừa lọc quá à. À, nó bắt mình quay luôn hả? Ok, để coi thử là bốc thăm lần đầu tiên mình ra gì nha. Có khi nào ra cái hộp đầu tiên ra luôn cái xe mình nghỉ chơi sự kiện ở đây không mọi người? Oh, tất nhiên là không rồi. Nhân phẩm ai chứ không phải nhân phẩm tôi. Chồng quà Black Friday, mua cái này, mua cái kia nữa, rẻ thì phải mua hết. Đừng buồn nếu không nhận được sản phẩm mình mong muốn. Mình đâu buồn đâu, cố quen á. Ồ, có những cái gói là được giảm giá nha mọi người. Ồ, có nhiều gói là sẽ được giảm giá hả ta? Để coi đâu, mấy cái gói này có cũ rồi mà. À, gói thành viên Plus được giảm giá nè mọi người. Phải không? À, 7 ngày thôi. Ví dụ như là một tháng là tôi nộp 100.000 thì chia ra là 4 tuần là 25.000 một tuần. Ủa vậy thì nó đâu giảm giá đâu. Ủa? À chắc là mua qua vé lầu thì nó sẽ rẻ hơn nữa đó mọi người. Chắc mười mấy nghìn thôi mọi người thử nha. Trải nghiệm tên tím trong vòng 7 ngày thì cũng đáng đó. Miss Sunny, sao không lo làm việc mà đi loanh quanh thế đến để mua đồ hả? Dư gì là bị nạt rồi đó, bị sếp nạt rồi đó. À, phải nói sớm chứ, chào mừng quý khách. Trời ơi, lực mặt chính hả? Tưởng nhân viên cái la làng mà thấy khách hàng cái là mặt niềm nở liền, gian xảo dễ sợ lực mặt chính. Hết rồi đúng không? À còn nè, công nhật còn giao nè. Rồi nó bắt mình đi tìm đồ mũ mèo tam thể hả? Ờ tìm ở đâu? À vô đây. Mũ mèo tam thể, tức là chúng ta sẽ tìm từng cái thùng ở đây hả? À, nó sẽ hiện lên chữ nè. Mũ mèo, à đây 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 đây, mũ mèo tam thể. Rồi, ok, tiếp. Rất là nhiều nhiệm vụ luôn. Ít nữa hả? Ủa, cái ông khách hàng khả nghi ổng lại lừa lọc ai nữa rồi. À đây nè, đứng ngay đây luôn nè. Lại không ai thấy nhỉ hả? Tôi thấy rõ ràng ràng đây nè. Thôi đừng có lần sau nữa bạn ơi, tự bỏ đi. Hết chưa? À còn của Hồng Bảo hả? Ưu đãi tuyệt vời đang chỉ có trong 18 ngày từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Đi giao cái quảng cáo hả? À đúng rồi, kiểu như là đi phát tờ rơi vậy á mọi người. Đây giao cho ông này. Giao cho chị bé Kem. Ok, hết chưa? Đã xong. Rồi, hết tất cả những cái nhiệm vụ của ba nhân vật NPC rồi nha mọi người. Ok. Ui mọi người ơi, còn một cái nhiệm vụ của hàng đạo tặc mà Nhi quên chưa có làm nữa nè mọi người ơi. Tại ông đứng khuất quá. Rồi, tôi phải mua quà cho mẹ ở quê hức hức. Ui, thì ra là có một cái câu chuyện cảm động bên cạnh cái việc ông ăn trộm. Nhưng mà không, dù sao thì cũng không có được ăn trộm. Đó là một việc xấu. Này, đừng như vậy mà giúp tôi một lần được không? Thôi thì nói đi. Xin hãy giúp tôi đánh lượt hướng công nhật để tôi chê hàng nhé. Ủa là sao nữa, là bắt mình đi. Là mình vừa nãy kêu là mình ghét việc chen hàng giờ mình phải đi giúp hả? Ủa alo, mình không muốn giúp được không? Ê, dù sao thì ai cũng có lý do riêng á. Có thể xin nhưng mà không có thể chen hàng được. Con vừa đến để mua quà cứ cho người bạn duy nhất của mình à. Ôi trời, bây giờ còn bắt mình nói dối nữa. Oh my god, không muốn đâu. Hình như tôi đã nghe câu chuyện này ở đâu đó rồi thì phải. À, không thể bạn bị hàng đầu tại có lưu đâu à. Rồi lại chưa chọn mà sẽ sử dụng. Đó nè ông, nó lừa mình đó chứ đâu mà mẹ gì ở quê gì đâu. Lừa nè. Nhờ vậy mà tôi đã mua được đồ trước khi quá muộn, lần này không phải ăn cắp đâu nhé. Nhưng mà chen hàng cũng không được. Nhìn tôi giúp nó dối lắm mà. Ừ đúng vậy. Ủa rồi giờ tính ai? Ai mới là người nói thật đây? Ủa là alo, làm nhiệm vụ sự kiện mà sao lắm drama thế? Ủa rồi là cuối cùng ai mới là người nói thật? Alo, vậy sao mình hoang mang quá nè? Sao làm nhiệm vụ thôi mà hoang mang quá vậy?
À là một phi vụ lớn rồi về quê thôi. Thì cũng có thể là ông làm việc xấu thật, nhưng mà ông đang nói thật đó mọi người, là ông muốn mua quà cho mẹ ở quê. Nhưng mà ông hơi dùng mấy cái kỹ xảo một xíu là chen hàng với là ăn cắp. Ăn cắp thì chắc chắn là không có chấp nhận được rồi, nhưng mà chen hàng thì nếu mà có thể du di thì mình có thể nên xin để mình mà mua trước được. Chứ Black Friday thì ai cũng cần mua, nên là mình không có nên dùng kỹ xảo, mình không có nên lừa lọc nha mọi người. Ok, ngoài ra sau khi mà check trong cửa hàng thì mình thấy ngoài việc có thêm những cái gói mới đúng không, thì chúng ta có thêm một cái điều khá là đặc biệt nữa. Đó chính là ngoài giảm giá những cái gói cũ thì chúng ta có thêm cái phần giảm giá những cái hộp bốc thăm đó mọi người. Ví dụ như là hộp bốc thăm Pink Love nè, hộp bốc thăm Rạp Xiếc Thú Cưng là những cái hộp cũ. Và một điều đặc biệt đó là một vài ngày trước là nó cũng đã lộ thông tin là những cái gói VIP Pass cũ nó sẽ quay trở lại thành những cái hộp bốc thăm, và mọi người có thể tham gia trong cái quá trình Black Friday này. Trời ơi, đây là một tin vui luôn á mọi người. Với những cái bạn mà đã từng bỏ tiền ra mua thì có lẽ là sẽ hơi tiếc một chút xíu, nhưng mà với những bạn mà cày chay hoặc là người chơi mới á thì rất là mong chờ cái điều này. Mọi người có thể sở hữu những cái món vật phẩm trước đây được bán bằng tiền, nay có thể sở hữu bằng việc miễn phí, bằng nhân phẩm, bằng mở hộp thôi. Nên là cái điều này sẽ khiến cho các bạn dân cày chay rất là vui. À, và cuối cùng là một cái điều cũng khá là quan trọng là trong cái sự kiện đợt này chúng ta sẽ có cái gói thẻ mới mọi người ơi. À, gọi là cái gì ta? Mùa săn thẻ mới tên là tránh rét mùa đông lạnh giá. Thì với cái mùa hai mùa trước thì Nhi đã full cả hai mùa rồi, đỡ trộm vía. Hôm qua tôi bóc được hai cái thẻ cuối cùng và cuối cùng cũng full, nhận được full kim cương luôn, quá là sướng. Vậy nên là bạn nào mà muốn săn 500 kim cương trong mùa này cũng như là nhận hết tất cả những cái phần thưởng ở đây thì cũng nhanh chân nhanh tay đi săn thẻ càng sớm càng tốt nha. Mùa này cũng rất là nhiều thẻ đáng yêu nè. Rồi, và không biết là trong sự kiện này có điều gì mà Nhi đã bỏ lỡ hay không thì mọi người nhớ comment phía dưới hỏi để mà tôi có thể trả lời cho mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây, đừng quên để lại cho Nhi một like và nhớ ấn nút đăng ký để xem ngày mai Nhi xem xí gì nha. Tạm biệt mọi người, sayonara, mata nè.